Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, khách bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Ngọc Lan Hoàng, Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Và trong ngày hôm nay, cơ quan CDC, cơ quan kiểm tra và phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ, thống kê toàn bộ số người tử vong vì COVID-19, những người và phân ra làm hai loại, những người đã chích ngừa rồi và những người chưa chích ngừa. Thì đây là các dữ kiện họ đưa ra một lần nữa để khuyến cáo và kêu gọi mọi người hãy đi chích ngừa đi. Đối với những người adult trên 18 tuổi mà không chích ngừa đó thì có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp 6 lần với người không bình thường. Và để cho thấy được cái chuyện mà 6 lần là đến người nhiệt nó ghê gớm như thế nào, có nghĩa là có khả năng sớm muộn gì quý vị cũng sẽ bị nhiễm COVID-19. Đừng có nghĩ rằng ồ bây giờ số trường hợp dịch bệnh giảm, tử vong giảm là mình sẽ không bị. Một khi quý vị xuất hiện ở ngoài đường và đi vào những cái nơi mua sắm là có nguy cơ. Và trong bản tin họ nói cao gấp 6 lần, có nghĩa là nếu thí dụ tôi và Ngọc Lan, tôi không có chích ngừa thì tôi với Ngọc Lan đi cùng đến một cái địa điểm 6 địa điểm đó thì tôi bị nhiễm hết 6 địa điểm. Thế 6 cao gấp 6 lần, trong khi Ngọc Lan thì chỉ bị có một địa điểm mà thôi. Thứ hai nữa, số trường hợp tử vong vì COVID-19 cao gấp 11 lần. Có nghĩa là nó dễ bị nhiễm, mà khi bị nhiễm rồi, đối với người chích ngừa đầy đủ thì quý vị 11 lần, tức là cái nguy cơ tử vong cao ghê gớm, gấp 11 lần. Vì thế một lần nữa thưa quý vị, với những cái tin tức như vậy, họ nói vẫn còn nhiều người chưa chịu chích ngừa. 60 triệu hơn người dân Mỹ đến giờ phút này vẫn không chích ngừa, và thậm chí họ còn chống lại cái việc mà bắt buộc họ phải chích ngừa nữa. Cho nên từ California cho tới các tiểu bang khác đều đang rất chật vật để đưa ra những cái nỗ lực làm thế nào để buộc người ta chích ngừa. Mà đến giờ phút này đó, cái tình trạng mà chống đối mà cái khổ đây quý vị, là ngay cả các hãng hàng không họ chống, nhiều người nữ tiếp viên hay là phi công họ không thèm chích ngừa, họ cũng không thèm đi làm luôn. Cho nên dẫn đến cái tình trạng thiếu hụt công nhân viên, và vậy công ăn việc làm còn rất là nhiều, nhưng mà do cái tình trạng mà không chích ngừa khiến nhiều công ty mà có hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ và thậm chí nhiều nhà hàng hoặc là các cơ sở thương mại họ nói nếu quý vị không chích ngừa thì đừng đi làm. Và có những người đã nhất định không đi làm và dẫn đến tình trạng thiếu hụt, họ đâu có kịp để thuê mướn người mới. Và chưa kể là có những người tay nghề cao đó đâu có đơn giản, mà trong cái thời buổi này nó khó khăn để kiếm người có tay nghề cao nữa. Cho nên đó là tình trạng hiện nay. Và ngoài ra thì cũng có những cái tin tức liên quan đến những người không chịu chích ngừa đã tử vong ngày hôm nay. Tin mà liên quan đến những người chuyện chích ngừa anh Thụy đã trình bày, và chúng ta đã nghe cái tin đó nhiều, nhưng mà cái số lượng người mà không chịu chích ngừa đó vẫn như vậy. Nhiều người đã lì rồi thì lì luôn. Dạ, ngày hôm nay á, đã cũng ngay ở tại Los Angeles cũng có những phụ huynh, có một cái nhóm những phụ huynh họ nói rằng là họ sẽ cho con họ nghỉ học nếu như mà nhà trường vẫn bắt buộc phải chích ngừa. Họ chống đối lại cái chuyện đó. Thì đến giờ này á, thì tin tức chưa biết là họ có cho nghỉ hay không, nhưng mà họ đã lên cái tiếng ngày hôm đó, cho nên mình phải chờ xem ngày hôm nay những cái báo cáo cho biết là họ có cho con họ nghỉ học ở nhà hay không. Một tin nữa cũng khá là hot trong cuối tuần qua.
liên quan đến người Việt Nam nữa, mà liên quan đến một cái hiện tượng có lẽ là không nhiều người biết ngay tại ở Hoa Kỳ này. Đó là ở trên NBC News đã có một cái bài rất là dài và rất là công phu từ cái chuyện mà một người, hai người, trong đó có một người Việt Nam, một người gốc Việt, cầm cái số tiền mặt là 100.000 đô la từ New Mexico đi qua Oklahoma để mua đất. Mua đất để trồng cây, nhưng mà trồng cái gì thì ông chưa biết. Tuy nhiên vào cái chuyện này nó xảy ra từ hồi tháng 4, ngày 19 tháng 4, thì ông, cái người Việt Nam đó tên là Năng Thái, 51 tuổi, là một thuyền nhân. Ông đã đến Mỹ từ lúc ông mới có mười mấy tuổi thôi. Ông đi cùng với một người bạn của mình là một người gốc Thái Lan. Thì hai người chở trên chiếc xe của mình đó là 100.000 đô la tiền mặt. Thì họ nghĩ là cái chuyện đó rất là bình thường. Họ đã có một cái hợp đồng với giao kèo, viết tay với lại cái chủ đất. Thì nói là khi đến nơi đó thì họ sẽ giao cái tiền đó. Tuy nhiên trên đường mà họ lái xe như vậy á, vào lúc 2 giờ sáng thì họ bị cảnh sát của cái county, đó là Canada County của Oklahoma, chặn lại và kiểm tra xe. Thì lúc đó họ nói họ không hề vi phạm bất kỳ một cái gì hết, không phải vượt xe quá tốc độ, không gì hết. Nhưng mà khi bị chặn lại thì những người cảnh sát này hỏi là trên xe có chở tiền mặt không. Thì những người này họ hỏi thẳng luôn. Dạ, họ có, và họ lục soát, nói là lục tanh bành cái xe, thì cuối cùng nói là có trong cái những cái vali của họ, họ chứa là 100.000 đô la tiền mặt. Thì những người này cứ hỏi là tiền đó ở đâu, tiền đó ở đâu. Thì ông này nói là tiền đây là tiền tôi dành dụm trong gần 40 năm trời, khi từ khi tôi đến Mỹ và tôi đi mua đất. Thì cuối cùng thì những người này đó là cho hai người đàn ông này đi, đưa về đồn kiểm tra trước. Rồi thì trong đó cái người số tiền mặt người quá bạn cao, và người bạn của ông Thái đó là đã từng có một cái hồ sơ tiền án, là từng bị bắt về tội trồng cần sa, là cái ông người kia, ông người gốc Thái, ông bạn đó. Còn ông này thì hoàn toàn, ông gốc Việt Nam này hoàn toàn không có một cái hồ sơ lý lịch gì là vi phạm tội hết. Nhưng mà sau khi mà họ kiểm tra, họ quần hàng giờ rằng là tiền ở đâu, thì cuối cùng là họ cho đi. Nhưng mà họ tịch thu toàn bộ số tiền đó, nhưng mà tịch thu không có biên bản, không giấy tờ và không gì hết. Thì ông Thái này nói rằng là ok, quý vị giữ lại tiền, nhưng hãy cho tôi biết lý do quý vị giữ lại. Thì họ chỉ nói rằng là có cái dấu hiệu cho thấy rằng những người này sẽ dùng tiền này để làm hoạt động phi pháp. That's it. Thì ông này mới, dĩ nhiên ông thưa ra tòa, và khi ông thưa ra đó, ông nói rằng là họ không có lập biên bản, nhưng mà họ chỉ đưa miếng giấy là họ giữ số tiền đó là 131.500 đô la, nhưng nói thực tế tiền của tôi tới 145.500 đô la. Như vậy 10.000 đô la đó đi đâu, tại sao không có ở trong này? Thì bây giờ khi mà họ ra tòa đó thì vụ này vẫn đang xử. Rồi có nhiều cái lý do mà liên quan đến cái chuyện mà tài sản bị tịch thu ở Mỹ hàng năm lên đến hàng tỷ đô la như thế nào, một cách bất công như thế nào. Xin mời quý vị cùng trở lại với Hoàng Trọng Thủy và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.